Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Akari Gaming, kênh chia sẻ kinh nghiệm, thông tin giải trí về nội dung game Clash of Clans. Mình xin tự giới thiệu, mình là Akari, tới từ Clan VTG. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một clip về những cái trận thi đấu Clear 3 sao highlight của anh em VTG thi đấu với Clan, một đội của đội Nam Hàn. Vâng, ở trận thi đấu này thì bên Clan VTG đã có 19 trận Clear 3 sao và đội bạn chỉ được 4 lượt clear 3 sao và tổng số là 69 sao cho tất cả. Rồi, mình sẽ vào luôn trận thi đấu đầu tiên nào. Đây là vâng, Akari đánh top 2 của đội bạn. Ở trận thi đấu này thì Akari đánh với combo rồng điện balloon, 4 bình ray, 4 bình đóng băng và 1 bình độc. Trận thi đấu này thì không có kinh. Rồi, vào trận đấu. Akari đã thả ở góc 10 giờ và góc 12 giờ. Xe bò đi từ góc 11 giờ. Balloon, rồng. Lính Clan thì có Wish Baby. Vâng. Đã 2 ray để tăng tốc. Thêm một bình ray thứ ba, đóng băng nhà chính, hai cái e defense, một cái thổi gió và gồng golden rất là hợp lý. Nhà chủ kích hoạt được nổ đấy, nhưng không ảnh hưởng gì đến đại quân. Tiếp theo là một bình đóng băng rất chính xác ở vị trí hai cây inferno và con chim mỏ chim đã bị tiêu diệt. Bay này thì do cách xếp nhà những cái công trình rất là sát nhau nên việc đánh bằng rồng điện thì gây sát thương rất là lớn. Cả tập trung bom bay ở góc 6 giờ. Vâng, đã xong trận thi đấu 3 sao của Akari. Xin chúc mừng. Tiếp theo sẽ là trận của Superstar, vẫn là Superstar siêu sao, đánh clear top 4. Ở trận thi đấu này thì anh ấy dùng combo Bowler Witch Super Queen, 6 bình ray, 1 bình độc, không có một bình đóng băng nào. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Anh ấy đã thả Queen ở vị trí góc 8 giờ rưỡi, một em balloon để vi vào phá bom bay. X-Bow mặt đất đã bắn vào Queen 60. Warden đã được đi theo. Thêm một bình tốc. Phá tường. Phá tường không thành công. Có 3 em Baby cắt góc ở góc 5 giờ. 2 em Giant đi vào để dụ hút đam từ cây cannon. Bowler đã được thả. Xe bò đã được thả. King cũng đã được thả. Rồi, đại quân tách đôi, một đám thì đi vào trong, còn hai em quýt và số bowler còn lại đi vòng ra ngoài cùng với cả ba em baby cắt góc. Ở khu vực trung tâm thì tất cả nhà chính đã được kích hoạt, inferno đã tập trung hút vào quân, nhưng gồng golden rất là chính xác nên là không ảnh hưởng gì đến đại quân. Ở khu vực trung tâm này thì vẫn còn em king, thêm một bình ray nữa. Rất là mạnh. Em King đi vòng bên kia. Queen. Cơ bản là đã xong. Đã gồng em King rồi. Em Queen thì một mình đứng hành lạng. Em Giant thì đi lông rông vậy thôi. Đi cho khó hút đam. Làm bao cát hứng đạn cho em Queen. Đúng là trang Nam Nhi đại trưởng phu. Rồi, tươi. Trận thi đấu highlight tôi nhanh nào. Vẫn còn cất một em Archer về đi farm. Kinh thật. Chúc mừng Superstar. Ta đến với trận thi đấu tiếp theo.
đó là gấu Bắc Cực. Ôi giời, top 5, đánh top 5 luôn. Đánh bạn UV. Ở trận đấu này thì gấu Bắc Cực cũng đánh với Super Queen, Bowler Wit và có thêm một MPK, 5 bình ray và 1 bình nhảy. Queen level 60 đã được thả gọng 12 giờ. Một em balloon đi vào giò bom bay. Rồi, thủ là hai em rồng lớn các bạn. Một bình tăng tốc đã được búp cho em Queen, bình độc đã được thả. Rồi, xe bò đã được thả từ góc 2 giờ, một em baby và một ít bowler đã được cắt góc. PK, bowler, wish, king, tất cả đại quân đã được thả vào. Một bình tăng tốc. Có hai bom bay đèn các bạn. Nhà chính đã được kích hoạt. Thêm một bình ray tăng tốc nữa ở khu vực nhà chính. Gồng em Warden. Tuyệt vời. Bảo vệ thành công đoàn quân khi tiến về giải phóng ở khu vực trung tâm. Một bình nhảy đã được thả. Rồi. Ba em hero vẫn đầy máu. Tuyệt. Tất cả em healer đã hy sinh. Gồng em Queen. Ơi. MPK vẫn sống. Hai MPK đi cảng đường, cảm rất là chắc chắn. Mình sẽ thôi nhanh đoạn này. Vâng. Như vậy là một trận thi đấu 3 sao cho gấu Bắc Cực. Xin chúc mừng anh. Trận tiếp theo là cán bộ thắng đánh nhà số 9. Vâng, anh chơi full Bowler Wish. Kiểu Jinx Bay này thì combo Bowler rất là phát huy tác dụng. Anh thắng đánh với kiểu quen thuộc là thả Bowler hai bên. Với mỗi bên vài ba con, với hai em healer. King Queen và số bowler còn lại thì sẽ ở thả giữa và cùng với hai em wish. Tất cả đại quân đã tập trung đi vào từ góc 8 giờ. Một hai em bom đi vào phá tường. Vâng, để chắc ăn anh thả thêm quả nhảy nữa. Đóng băng ở cây Inferno single. Quân clan đã ra. Với có wish baby. Nhà chính đã được kích hoạt. Dường như có gì đó sai sai các bạn. Quân đi vòng hai bên. Đây là đặc trưng của kiểu Jinx Bay. Khi mà cắt góc chưa chuẩn, anh ấy đã sử dụng hết bình, tất cả những bình spell. Ôi, nhà chính ơi giật. Healer gần đai hết các bạn. Em Queen vẫn chưa gồng. Đám Giant phía cánh bên tay trái màn hình đã hút đam rất là nhiều. Và cái cánh bên tay phải của bạn thì có bowler kẹp Queen. Chỉ việc là tiêu diệt thôi. Tất cả đam được tập trung hút vào Giant rồi. Mình sẽ tua nhanh đoạn này vì cơ bản những đỉnh fan chính đã được phá hủy. Em Queen vẫn chưa phải gồng. Đã tiêu diệt nhà chính. Vẫn còn một em healer sống sót đến cuối với cả em Queen. Tuyệt vời. Xin chúc mừng anh thắng với trận thi đấu 3 sao vừa rồi. Tiếp theo sẽ là anh gấu Bắc Cực. Lượt thứ 2. Clear. Với combo quen thuộc khi đánh nhà số 5, anh ấy vẫn đánh với 5 healer, 1 PK, 2 baby, 4 wish và 17 bowler. 5 bình ray, 1 bình nhảy và 1 bình độc. Chúng ta hãy cùng vào trận đấu.
Queen đã được thả góc Bayer cùng một em Balloon đi dò bom. Golden được thả. Anh có Baby cắt góc cạnh trụ Wizard. Vâng, đã dụ được một em rồng lớn trong clan ra. Anh ấy thả bình độc nhưng mà hơi sai. Không sao, chấp đấy. Đấy, tính cả mà rồng đi ra đây em ơi. Rồi, này thì rồng ra đi nhá. Tất cả đại quân đã được tập trung thả ở góc 2 giờ. Vẫn còn một em rồng lớn. Thôi, King, Queen, Warden, Bowler tất đã tập trung đánh phá vào khu vực trung tâm. Một bình nhảy đã bật ra và Warden cũng đã được gồng. Hợp lý. Bảo vệ hầu như là toàn bộ đoàn quân. Rồi, tiến về giải phóng khu vực trung tâm, tiêu diệt King, Queen của đối bạn. Bắt các bạn kia phải ra đầu hàng. Đấy, dàn dẹp sạch sẽ. Đấy. Trận đấu này Gấu Bắc Cực thi triển công thức đi đến đâu cản lướt đến đấy, vâng, sạch sẽ. Rồi, King vẫn chưa gồng, Queen vẫn vậy, chưa gồng, còn một bình rơi. Trận này anh có chấp không vậy? Anh có chấp spell không anh Gấu ơi? Anh sống ở Bắc Cực, ai à? Cũng Bắc Cực, chơi phong cách khác thật. Thả ngay bình dây cho anh King chơi vậy. Thích thì thả thôi, nhà mình giàu mà. Vâng, xin chúc mừng anh Gấu Bắc Cực. Trận thi đấu 3 sao. Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Đây là anh Alex Piqui. Mùa nào cũng các anh cũng clear như thế này thì top khỏe quá. Đấy, hôm nay anh Alex Piqui thi đấu với combo dòng điện. X-Bow của đôi bạn thì đặt hai cái mặt đất nên việc đánh dòng điện khá hợp lý. Vâng, hai em cắt góc ở góc 12 giờ và góc 3 giờ. Rồi, xe bò đã được thả từ góc 2 giờ đi vào Balloon. Tiếp theo là số dòng điện còn lại. Hero. Trận thi đấu này thì anh đã thả Queen vào ngay từ đầu. Rộng đội bạn thủ nhà với đồng điện và hai Balloon. Tất cả vào tập trung vào khu vực trung tâm. Thêm một bình ray không? Chưa gồng Warden và chưa bình ray. À, đã gồng Warden. Đóng băng hợp lý. Đóng băng được 2 bao 1 Inferno và mỏ chim. Tuyệt vời. Tiếp tục là đóng băng lại. Vẫn còn hai bình đóng băng và một bình ray. Quá tốt. Thêm một bình ray nữa tiêu diệt Queen. Ra đi luôn. Rồi. Đóng băng gây air defense và trụ Archer. Chính xác. Khả năng anh không cho Queen đi thi đấu các bạn. Đấy à, ra rồi. Em King đã được gả ở góc 7 giờ. Mình tua nhanh đoạn này. Đóng băng. Gồng King không? Đã gồng King rồi. Xong. 3 sao. Tuyệt vời. Xin chúc mừng anh Alex. Như vậy, trong clip ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn một số trận war highlight của clan VTG. Anh em VTG thi đấu 3 sao. Hy vọng trong clip này sẽ mang đến điều thú vị, bổ ích, vui vẻ cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bấm like, chia sẻ và subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình sẽ rất vui và sẵn lòng khi được lắng nghe những ý kiến, chia sẻ, đóng góp, những yêu cầu mong muốn của các bạn để mình hoàn thiện kênh Akari Gaming ngày càng tốt hơn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.